Em là Tạ Thị Thúy Hằng. Hiện tại thì em vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành kế toán trường Đại học Ngoại thương, và hiện tại thì em đang là nhân viên vị trí trợ lý kiểm toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG ạ. Thực ra thì em đã biết đến ACCA từ khi mà em học năm nhất đại học. Tuy nhiên là em vẫn lúc đấy thì mình vẫn chưa biết được cái giá trị thực sự của ACCA, cho đến khi mà năm 3, khi mà đã tiếp xúc với những cái môn chuyên ngành và đã có thể gọi là xác định được những cái định hướng sau này của mình, thì em đã quyết định là mình cần phải học thêm những cái chứng chỉ gì đó để có thể là hỗ trợ mình tốt hơn trên cái con đường sự nghiệp của mình. Và khi đấy thì em đã tìm hiểu về ACCA và biết được là ACCA là một cái chứng chỉ mà không chỉ có riêng về lĩnh vực kế toán kiểm toán mà còn có cả những kiến thức thêm về thuế hoặc là tài chính hay là quản trị. Thì em cảm thấy đây là một chứng chỉ là mang lại cho mình rất là nhiều lợi ích, nên là em đã quyết định là bắt đầu theo học chứng chỉ ACCA. Và môn đầu tiên mà em theo học thì cũng là môn F3. Kỳ thi vừa rồi thì em có tham gia thi môn F9 Financial Management, quản trị tài chính của ACCA, và rất là may mắn là em đã đạt điểm cao nhất trong kỳ thi vừa rồi và là prize winner của môn F9 này. Thì đầu tiên là em cảm thấy rất là vui mừng, và thứ hai là em cũng khá là bất ngờ về cái kết quả của mình, bởi vì là trong thời gian mà em ôn thi thì cái thời gian mà thi môn này thì cũng là thời gian mà trên trường em phải nộp khóa luận tốt nghiệp của mình để chuẩn bị hoàn thành cái môn học cuối cùng trên trường để chuẩn bị tốt nghiệp. Thì trong thời gian này thì em cũng cảm thấy mình khá là bận rộn. Tuy nhiên là chính cái sự bận rộn này thì nó lại tạo động lực cho em để em có thể gọi là ôn thi một cách hiệu quả hơn. Bởi vì là trong thời gian này thì em vừa phải đi làm cả ngày và sau đấy thì hoàn thành khóa luận ở trên trường, cũng như là tối đến thì phải dành ra một chút thời gian để ôn thi môn F9. Thì em cảm thấy cái việc mà mình tức là cần phải chia ra một cái thời khóa biểu và mình cần phải tuân theo cái thời khóa biểu đấy một cách nghiêm ngặt nhất có thể để có thể đạt được một cái kết quả tốt. Thực ra là môn F9 thì là môn học đầu tiên mà em theo học tại FTMS, và giảng viên của môn F9 thì cũng là giảng viên khiến em ấn tượng nhất từ trước đến giờ. Giảng viên môn F9 của em thì là thầy Bawan. Em cảm thấy thầy rất là nhiệt tình và tâm huyết với lại học viên, bởi vì là ngay từ những cái buổi đầu tiên học tập thì thầy đã đưa ra sẵn những cái lộ trình cho bọn em, nhấn mạnh cho bọn em những cái phần nào mà em nên chú trọng khi mà ôn thi, và những cái phần nào mà ví dụ như là mình không còn đủ thời gian để ôn thi chẳng hạn thì mình có thể tạm thời bỏ qua và tập trung vào những cái phần mà có thể giúp mình ăn điểm nhiều hơn. Ngoài ra thì thầy cũng có chia sẻ cho bọn em những cái lỗi mà bọn em có thể mắc khi mà mình làm bài thi, cũng như là em cảm thấy thầy rất là nhiệt tình và tâm huyết với học viên, bởi vì là sau mỗi một buổi học thì thầy đều dành ra khoảng 15 đến 20 phút để giải đáp những cái thắc mắc của bọn em. Và trong cái đợt ôn thi vừa rồi thì bởi vì do dịch nên là thầy không thể sang bên Việt Nam được, nên bọn em đã phải học online. Thì em nhớ là có một lần khi mà giờ học online kết thúc thì là em có đặt ra một số câu hỏi cho thầy, tuy nhiên là đã quá 15 phút cuối giờ rồi, nên là sau đấy thì lớp học kết thúc này cả em và thầy đều bị thoát ra. Thì ngay mà sau đấy em đã gửi cho thầy một cái email báo về những cái thắc mắc của em, và rất may là lúc đấy thì những cái thắc mắc của em thì đều được giải đáp gần như xong rồi, nên là em thực ra em cũng chỉ gửi một cái mail để thông báo cho thầy là em đã hiểu được cái vấn đề rồi, và nếu có vấn đề gì thắc mắc khác thì em sẽ email lại cho thầy. Và em rất là ngạc nhiên khi mà chỉ 5 đến 10 phút sau thôi là thầy đã reply lại mail của em rồi, nên là em cảm thấy thầy rất là luôn sẵn sàng ở đấy để trả lời những cái thắc mắc của bọn em, nên em cảm thấy rất là yên tâm trong quá trình ôn thi ấy. Thực ra thì về chất lượng đào tạo của FTMS thì em đã được nghe rất là nhiều từ khi mà em vào năm nhất đại học rồi, và sau đấy em cũng có tìm hiểu về trung tâm của mình. Rất là may mắn là khi mà học năm 4 thì em có tham gia cuộc thi AIS do FTMS tổ chức và em cũng đạt được giải nhì, nên là em đã có một cái suất học bổng để có thể theo học tại FTMS, và em đã quyết định là đăng ký học tại trung tâm. Và sau khi mà trải nghiệm cái dịch vụ, những cái bài giảng của trung tâm thì em cảm thấy là rất là hài lòng về chất lượng dịch vụ giảng dạy, cũng như là những cái sự support của các anh chị và chất lượng giảng viên ở đây, nên là em nghĩ là mình sẽ tiếp tục theo học ở FTMS những cái môn tiếp theo nữa. Thực ra ngay từ khi bắt đầu học ACCA cho đến bây giờ thì em cảm thấy là chưa lần nào mà mình
cảm thấy là muốn từ bỏ chứng chỉ này. Thứ nhất là em đã xác định được cái con đường mà mình muốn theo đuổi sau này, và cũng xác định được cái ngành nghề, cái lĩnh vực mà mình muốn phát triển. Và em nhận thấy là ACCA là một cái chứng chỉ cần thiết cho mình sau này để hỗ trợ mình gọi là vươn cao hơn trong cái con đường sự nghiệp của mình. Nên là em cảm thấy là mình nhất định là phải hoàn thành được chứng chỉ ACCA này. Cái thứ hai là em cảm thấy là những cái kiến thức mà chứng chỉ ACCA mang lại cho em thì nó rất là bổ ích. Nó không chỉ có riêng kế toán, kiểm toán như là ở trên trường em học, mà nó còn có những cái kiến thức về mảng thuế, hay là về mảng quản trị, hay là tài chính. Thì ngay cả những cái phần kiến thức đấy nó cũng hỗ trợ rất nhiều cho em sau, cho cái con đường sự nghiệp sau này của mình. Kể cả ngay mà khi mà sau này em cảm thấy là mình có thể mình không làm kế toán, mình không làm kiểm toán nữa, thì mình vẫn có thể gọi là từ những cái kiến thức mà học được từ ACCA thì em cũng có thể là chuyển sang những cái lĩnh vực khác tương đương, ví dụ như là tài chính, quản trị hay là thuế. Thì em cảm thấy cái lợi ích mà ACCA đem lại cho em rất là lớn, nhà em vẫn chưa nào mà muốn từ bỏ chứng chỉ này cả. Theo như em cảm nhận thì chương trình ACCA thì tất cả các môn trong chương trình ACCA thì mỗi khi mà ôn thi thì mình nên bỏ ra một chút thời gian và gọi là thực sự bỏ ra một chút thời gian và thực sự tập trung vào cái môn đấy khi mà mình ôn thi. Ví dụ như là khi mà em ôn thi môn F9 nhưng mà em hoàn toàn là không có nhiều thời gian để ôn thi. Tuy nhiên là em biết là mình không có nhiều thời gian nên là tối hôm nào thì em cũng phải dành ra 2-3 tiếng để em có thể ôn tập lại một lượt những cái kiến thức mà mình đã học, đồng thời là luyện tập thêm những cái bài tập bên ngoài cũng như là luyện tập thêm những cái past exam ở trên trang web của ACCA. Em thấy là trên trang web của ACCA thì có rất là nhiều tài liệu phong phú mà mình có thể tìm hiểu cũng như là mình luyện tập ở trên đấy, thì nó giúp mình không chỉ là làm quen với lại những cái dạng đề thi, làm quen với giao diện thi, mà cũng như là luyện tập cho mình những cái tư duy, những cái phản xạ, và làm quen với lại cái cách ra đề của người ra đề, cũng như là làm quen với những cái tips mà mình có thể đạt được khi mà mình làm bài thi để mình có thể lấy được điểm dễ dàng hơn.